Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2, trang 13, sách giáo khoa toán 6, tập 1, bộ sách cánh diều. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Đọc và viết. A. Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau. B. Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau. C. Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau. D. Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước. Ý A yêu cầu chúng ta như sau. Đọc và viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau. Vậy thì các bạn phải nắm chắc được cho cô là số lớn nhất mà có các chữ số khác nhau thì nó phải bắt đầu bằng chữ số 9 và các chữ số đằng sau thì sẽ giảm dần. Cụ thể trong ý A, yêu cầu viết số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau. Như vậy, ta thấy rằng là chữ số hàng 6 chữ số, tức là phải có chữ số hàng đơn vị này. Hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn, đúng không? Như vậy chữ số hàng trăm nghìn phải là chữ số lớn nhất, đó chính là chữ số 9. Rồi tiếp theo đến chữ số hàng chục nghìn, nhỏ hơn 9 chính là số 8. Chữ số hàng nghìn, nhỏ hơn 8 chính là chữ số 7. Tiếp theo đến chữ số hàng trăm, 7 sang đến 6. Hàng chục là chữ số 5 và hàng đơn vị là chữ số 4. Chúng ta cùng kiểm tra lại xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vậy đây chính là số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau. Đó chính là số 987.654. Như vậy ý A của chúng ta sẽ có số sau. 987.654. Và chúng ta sẽ đọc cái số này như sau. Chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi bốn Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi làm bài B nào. Bài B yêu cầu như sau. Đọc và viết số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau. Các bạn lưu ý cho cô cụm từ nhỏ nhất này. Có 7 chữ số này và khác nhau. Các bạn phải nhớ rằng cho cô là số nhỏ nhất thì có các chữ số khác nhau thì bắt đầu sẽ là số 1. Tiếp theo đến chữ số 0 và các chữ số đứng đằng sau thì theo thứ tự tăng dần từ chữ số 2. Như vậy ở ý B, người ta yêu cầu chúng ta đọc và viết số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau. Có 7 chữ số tức là chữ số ở hàng lớn nhất phải là chữ số hàng triệu. Mà chữ số hàng triệu nhỏ nhất phải là số 1. Tiếp theo đến chữ số hàng trăm nghìn là chữ số 0. Chữ số hàng chục nghìn phải là chữ số 2. Tiếp theo chữ số hàng nghìn là 3. Chữ số hàng trăm là 4. Chữ số hàng chục là 5. Và chữ số hàng đơn vị là 6. Rồi bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại xem số này đúng chưa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À đây chính là số tự nhiên có 7 chữ số. Chúng thấy các chữ số này khác nhau rồi. Đúng chưa? Đây chính là chữ số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau.
Như vậy ý B, chúng ta sẽ có là số 1.023.456. Và chúng ta sẽ đọc số này như sau. 1.023.456. Chúng ta cùng đọc lại số ý B nhé. Số tự nhiên nhỏ nhất có 7 chữ số khác nhau, đó chính là số 1.023.456. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chuyển sang ý C nào. Ý C đề bài yêu cầu là đọc và viết số tự nhiên chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau. Rồi các bạn lưu ý cho cô, số chẵn thì là số mà có chữ số hàng đơn vị là các số 0, 2, 4, 6, 8. Vậy thì ở ý C người ta yêu cầu chúng ta tìm số tự nhiên chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau. Thì chúng ta phải kết hợp cả hai yêu cầu đúng không? Trước tiên nó phải là số chẵn đã, nhưng phải lớn nhất có 8 chữ số khác nhau. Như vậy chúng ta cần phải nhớ cho cô cụm từ này, chẵn lớn nhất và có 8 chữ số khác nhau. Vậy thì một số tự nhiên có 8 chữ số, tức là nó chữ số hàng cao nhất tính là chữ số hàng chục triệu. Như vậy chữ số hàng chục triệu phải là số 9. Sau đến hàng triệu nhỏ hơn là số 8. Tiếp theo đến chữ số hàng 100.000 phải là số 7. Hàng chục nghìn là 6. Hàng nghìn là 5. Hàng trăm là 4. Hàng chục là 3. Và hàng đơn vị là hàng đơn vị nó phải là số chẵn, như vậy hàng đơn vị là số 2. Như vậy, số tự nhiên chẵn lớn nhất có 8 chữ số khác nhau, đó chính là số 98.765.432. Như vậy, C chúng ta sẽ có số sau: 98.765.432. Rồi, chúng ta ghi cách đọc ra. Chín mươi tám triệu 765.000 432.
Tiếp theo chúng ta cùng nhau làm bài D cuối cùng nào. Bài D đầu bài yêu cầu như sau: đọc và viết số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau. Số tự nhiên các bạn là lẻ nhá, nhớ là lẻ này, nhưng phải nhỏ nhất, lại có 8 chữ số khác nhau. À, như vậy cái số tự nhiên ở ID này phải thỏa mãn mấy điều kiện ạ? Đầu tiên là phải lẻ. Lẻ thì là số tự nhiên mà có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9. Nhỏ nhất, à nhỏ nhất thì chữ số đầu tiên phải là chữ số 1, đúng không? Sau đó đến chữ số 0, còn các chữ đó đằng sau thì sẽ tăng dần từ chữ số 2. Có 8 chữ số khác nhau, có 8 chữ số khác nhau tức là chữ số hàng lớn nhất nó phải là chữ số hàng chục triệu. Như vậy ta sẽ có này. Số cần tìm sẽ là số sau. Nhỏ nhất, lẻ nhỏ nhất, như vậy chữ số hàng chục triệu phải là số nhỏ nhất tức là số 1. Nhỏ nhất khác 0 tức là số 1 này. Tiếp theo hàng triệu phải là số 0. Hàng trăm nghìn phải là số 1, số 2 chứ không phải số 1 được. Tại vì 1 có đây rồi. Tiếp theo đến chữ số hàng chục nghìn phải là 3, nghìn là 4. Chữ số hàng trăm là 5. Chữ số hàng chục là chữ số 6. Và chữ số hàng đơn vị là chữ số 7. Ngài đã thấy chữ số hàng đơn vị là số 7 là số lẻ nhất, đúng không? Là số tự nhiên lẻ. Có 8 chữ số, các bạn kiểm tra xem đủ chưa nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và đủ 8 chữ số rồi. Đây chính là số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 8 chữ số khác nhau. Như vậy ta sẽ có số sau: 10 triệu 234.000, 567. Và chúng ta sẽ đáp như sau: 10 triệu 234.000 567. Vậy là cô đã cùng các em hoàn thành xong bài tập số 2 trang 13 sách giáo khoa toán 6 tập 1 bộ sách Cánh Diều. Các em hãy truy cập vào trang lờigiayhay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.